mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV9 vào lúc 12:30. Thưa quý vị, đây sẽ là nơi để các chị em phụ nữ của chúng ta có thể chia sẻ và bàn luận về tất cả những vấn đề. Và ngày hôm nay sẽ là một chủ đề về hôn nhân. Trong cuộc sống thì tất cả chị em phụ nữ ai cũng mong muốn mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều lúc thì cuộc đời không như mong muốn, có những đổ vỡ. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay chương trình đặt ra là sau đổ vỡ thì chúng ta nên bước tiếp hay dừng lại? Hãy cùng chào đón khách mời, Hoa hậu Diễm Hương. Diễm Hương xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Son Môi Đỏ. Ngày hôm nay xuất hiện với một bộ trang phục và thần thái rất là xinh đẹp. Với chủ đề ngày hôm nay thì em nghĩ đó là một chủ đề mà rất nhiều chị em phụ nữ đang quan tâm. Tại vì thời điểm hiện tại thì thật sự là ai cũng muốn nắm tay nhau cả đời hết. Nhưng mà có những cái biến cố hay là có những cái giai đoạn trong cuộc sống làm cho mình phải buông tay nhau. Thì với một người phụ nữ, chị thấy sau khi mà đổ vỡ đó, mình sẽ đối diện mọi thứ như thế nào ạ? Nhắc đến cái chủ đề này thì chị tin rằng không một người phụ nữ nào họ sẽ mong muốn xảy đến với cuộc đời mình. Thì ai cũng mong muốn là chúng ta có thể cùng vượt qua giông bão và đi đến cuối cùng của con đường. Nhưng mà rất là không may thì chị cũng đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi. Là một cái người đã từng có kinh nghiệm thì chị thấy được rằng là trong tất cả mọi câu chuyện, dù nó như thế nào, Hương khẳng định rằng chuyện đổ vỡ không chỉ có người phụ nữ mà người đàn ông cũng sẽ bị tổn thương, bị buồn và bị thất vọng. Nhưng mà người phụ nữ bao giờ cũng sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Và hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều phụ nữ gặp vào cái tình trạng này. Nhưng nếu như lỡ không may chúng ta phải gặp vào cái tình trạng này thì điều mà chúng ta có thể làm tốt nhất đó là sống sót cho qua ngày mai và hãy trở nên xinh đẹp. Bản thân của chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy còn câu hỏi mà chương trình đặt ra là sau đổ vỡ rồi thì chúng ta nên ở vậy nuôi con đó, hoặc là sống độc thân, hay là chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm một cái tình yêu mới? Tùy theo cái thời điểm lịch sử, cái quan điểm của xã hội thời bấy giờ của tùy xã hội. Nếu như cái thời gian mà ngày xưa thì tất nhiên ông bà ta vẫn luôn tôn trọng, và chị cũng rất ngưỡng mộ bà nội của chị. Ngày hôm nay đã sống hơn 100 tuổi và gia đình bên nội chị là có 10 người con. Và bà nội của chị không có may là ông nội chị mất sớm mà vẫn ở như vậy, không đi bước nữa, cũng không bỏ rơi con mình để có thể nuôi 10 người con trở nên thành tài, dựng vợ gả chồng. Điều đó rất là tuyệt vời, đó là trong cái thời hồi xưa. Nhưng mà ngày hôm nay có quá nhiều biến cố, quá nhiều cái thứ mà để cho phụ nữ chúng ta, đàn ông chúng ta không có còn mà có thể như hồi xưa nữa. Có nhiều cái mắc xích nó được phá vỡ hơn để cho chúng ta có thể tự do hơn trong cái việc là tìm kiếm hạnh phúc. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta lâm vào cái tình trạng đó thì chúng ta không tìm được một cái tình yêu nào mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc và không cảm thấy an toàn khi ở một bên một đối phương nào đó, thì cái việc chọn lựa ở bên con chúng ta là cái điều Hương nghĩ rằng là tuyệt vời nhất. Bởi vì đó là cái người mà thân cận nhất của chúng ta, sẽ khó làm chúng ta bị tổn thương ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu may mắn ông trời cho chúng ta một cái tình yêu nữa thì sao? Tại sao chúng ta không thể nào dũng cảm bước đến và giành lấy điều hạnh phúc đó? Bất kỳ một giới nào là chúng ta đều có cái mưu cầu hạnh phúc. Và thật sự là sống một mình á, hay sống cô đơn, không ai muốn hết. Đúng không ạ? Điều gì theo như chị Diễm Hương nghĩ là điều ngăn cản người phụ nữ đã đổ vỡ đi tìm hạnh phúc của mình? Em nghe cái câu là chim sợ cành cong không? Nhưng mà con chim thì hãy tin vào đôi cánh của mình chứ không tin vào cái cành. Bởi vì con chim thì có thể đậu trên cành, trên đá, trên bay trên không trung mà. Cho nên là chị em phụ nữ của chúng ta hãy tin vào bản thân chúng ta mà thôi. Hương biết rằng việc mà chị em phụ nữ phải đối mặt với cái việc đổ vỡ nó rất là tệ, rất là khó để cho chúng ta tin rằng chúng ta sẽ lại có được một cái hạnh phúc nữa. Nhưng nếu như chúng ta không bước đi thì sẽ không bao giờ bước đến cái điểm cuối cùng của chúng ta mong muốn. Và nếu như lỡ như chúng ta bước đến mà nó cũng lại không đúng con đường chúng ta mong muốn, thì Hương hy vọng rằng các bạn đủ dũng cảm để có thể sửa chữa những cái lỗi lầm của mình một cách đúng đắn, trọn vẹn, một cách có suy nghĩ, cân nhắc để chúng ta có được một cái hạnh phúc bền vững. Chị là một cái người đã từng rất là bồng bột nè, nông nổi có nè, rồi có cả những cái sự
buồn phiền trong cái chuyện lận đận của tình duyên nữa, chị có hết. Vì chị sớm trải qua những cái điều đó cho nên cho chị được những cái kinh nghiệm mà chị nghĩ rằng rất là may cho mình, để mình có thể dạy lại con mình rằng trong một cái cuộc cãi vã nào đó, con hãy đặt cái mối quan hệ này lên trên cái tôi của mình. Thì khi mình làm được điều đó, khi mà mình có thể đặt được đối phương của mình lên trên cái tôi của mình, thì hạnh phúc nó sẽ có. Chị biết rằng là sẽ rất là khó cho tất cả những chị em phụ nữ, và đặc biệt có những chị em phụ nữ đặt gia đình và tình cảm lên hết. Cái bánh xe cuộc đời của họ niễn hẳn về cái vấn đề gia đình. Họ không có tình bạn, không có công việc, không có du lịch, không có cái gì cả. Tất cả của họ đều là gia đình. Mà một khi đổ vỡ một cái là coi như cuộc đời này sụp đổ. Vì như vậy cho nên chị đã rút ra kinh nghiệm rằng chị em phụ nữ chúng ta hãy đặt cái bánh xe cuộc đời của chúng ta cân bằng. Gia đình là quan trọng, con cái là quan trọng, tình yêu là một cái mưu cầu mà chúng ta phải có. Nhưng ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều thứ, xã hội chúng ta cần phải cống hiến, công việc, đam mê chúng ta cần phải có. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp. Vậy thì với cá nhân chị thì bây giờ chị có sợ tiếp tục một mối quan hệ mới, hay là chị nếu gặp được một người phù hợp chị có sẵn sàng không ạ? Chị luôn có rất là nhiều cái mối quan tâm trong cái cuộc đời của mình. Đối với chị Noah không phải là con chị, vì chị sinh ra em bé thôi, nhưng mà chị coi con chị là một người bạn thân. Chị có thể chia sẻ mọi câu chuyện mà chị khó nói với tất cả mọi người, nhưng chị có thể nói với con chị từ lúc 2 tháng. Nếu như chúng ta có một người đàn ông nữa thì sợ san sẻ cái mối quan hệ đó. Tất nhiên của cuộc sống chúng ta mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi. Chúng ta phải làm sao để cân bằng hết thì nó cũng điều rất là khó. Nhưng mà sẽ tuyệt vời như thế nào nếu như chúng ta có thể tìm kiếm được một người đàn ông cùng với chúng ta dành một thời gian nào đó nhất định trong cuộc sống để có thể san sẻ với con trai của chúng ta. Thì chị nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời lắm nếu như chúng ta có thể làm được điều đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ phiến diện rằng có người này thì sẽ mất thời gian của người kia, mà con cái rồi nó cũng sẽ lớn khôn mà thôi. Chị vẫn quay lại vấn đề, nếu như chúng ta không tìm được một người hạnh phúc như vậy, không tìm một người mà có thể đem lại điều dạy dỗ cho con mình, thì mình không nên mạo hiểm. Con mình vẫn là trên hết. Niềm vui, hạnh phúc của con mình là tất cả đối với người mẹ. Chị vẫn đồng ý với điều đó. Nhưng nếu như có một người đồng ý với chúng ta rằng có thể chăm sóc con cái mình cùng với mình, thì đó là cái điều tại sao chúng ta từ chối. Và nếu như trường hợp đó xảy ra thì chị sẽ chuẩn bị cho Noah như thế nào? Noah là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Mặc dù mới có 6 tuổi thôi, nhưng Noah luôn mong muốn mẹ hạnh phúc, sợ mẹ vất vả. Yeah. Noah hỏi là mẹ có vui không? Hôm nay mẹ có vui không? Hôm nay con bơi thắng rồi, mẹ có hài lòng chưa? Đó là cái sự chia sẻ giữa mẹ con chị với nhau mỗi ngày. Cho nên là chị nghĩ rằng là chị sẽ không chuẩn bị gì cả, mà để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Mà cái người chuẩn bị là phải cái người mong muốn yêu thương chị. Yeah. Họ phải làm sao để cho Noah yêu thương họ. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của họ. Công việc của chị chỉ là tạo cái cơ hội và điều kiện mà thôi. Những người phụ nữ lắng nghe những điều chia sẻ này sẽ biết cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Tại vì đâu đó rất là nhiều người vì gia đình hoặc là vì rất là nhiều cái trách nhiệm khác mà bỏ quên bản thân mình. Hy vọng là những chia sẻ của Hoa hậu Diễm Hương trong ngày hôm nay sẽ giúp cho những người phụ nữ biết trân trọng bản thân mình, dù chúng ta có chọn bước tiếp hay chúng ta có chọn dừng lại. Một lần nữa rất cảm ơn khán giả của chương trình Son Môi Đỏ đã lắng nghe những chia sẻ của chị em Thúy Vân và Diễm Hương. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị những số sau của chương trình Son Môi Đỏ. Xin chào.